Một lần nữa xin kính cảm ơn Mục sư Joshua Dương cùng ban tổ chức đã cho Tiên một đặc ân để cùng học lời của Chúa với quý đại hội. Và Tiên cũng một lần nữa dâng lời lớn tiếng tạ ơn Chúa vì các đầy tớ Chúa là những tấm gương rất là sáng, đặc biệt là bà Mục sư Trung Cấp Lộc ở đây đã có một quãng đời rất là dài phục vụ Chúa. Khi nhìn đến chính mình thì thấy chưa có làm được một việc gì cho Chúa cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa qua kỳ đại hội này, xin Chúa cho vợ chồng Tiên với một tấm lòng nóng cháy hơn nữa, để khi trở về sẽ có một tấm lòng cu mang cho những linh hồn hư mất hơn nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ngày ban phước cho quý đầy tớ Chúa cùng tất cả hết thảy những chị em phụ nữ cũng như quý ông trong kỳ đại hội này. Cảm ơn Chúa thì lần đầu tiên Tiên được gặp Mục sư Trần Mạnh Hùng. Đây là cái đại hội của phụ nữ cho nên khi Mục sư xuất hiện thì tôi cảm thấy hơi run. Tôi run bởi vì tôi biết rằng tôi là một người rất là nhỏ và quý đầy tớ Chúa là những người rất là kinh nghiệm trong Chúa. Cảm ơn Chúa thì Tiên chỉ được phép học lời Chúa chung với nhau thôi. Hallelujah, ngợi khen cảm ơn Chúa. Tối hôm qua, khi mà Tiên đang thờ phượng và cầu nguyện Chúa chung với chúng ta với nhau ở đây, thì tạ ơn Đức Chúa Trời, Tiên đã thấy một cái khải tượng và rất vui. Cũng đã từng gặp Chúa Thánh Linh nhiều lần trong đời. Lần đầu tiên khi mà Tiên được gặp Đức Thánh Linh của Chúa thì Ngài đến và Ngài nói rằng con hãy giơ cánh tay của con ra. Và Tiên vâng lời Chúa và giơ đôi tay của mình ra. Thì Chúa nói rằng ta ban cho con bông trái của Đức Thánh Linh. Lúc đó tôi thật ngạc nhiên, mới bước theo Chúa thì nghe người ta nói về quyền năng của Chúa đó. Người thì xin ân tứ chữa lành rồi, đuổi quỷ rồi, chữa bệnh vân vân. Nhưng mà đến lượt mình thì chưa hiểu về Chúa nhiều. Cho nên khi mà Tiên nói như vậy thì lần đầu tiên Tiên đã gặp được Đức Thánh Linh. Và gặp Đức Thánh Linh thì Tiên cũng không biết Ngài gục phái hoài Ngài như thế nào. Bởi vì giữa Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh nó quá ư là giống nhau. Tiên không thể nào biết cách để xưng hô. Cho nên Ngài nói hãy gọi ta là Đức Thánh Linh. Nhưng mà tối hôm qua khi mà Ngài đến đây thì chưa bao giờ Tiên thấy Ngài vui như vậy. Chúa Thánh Linh rất vui. Và Tiên tin rằng Đức Thánh Linh đang khởi động làm một cái công việc gì to lớn tại vùng Westminster, California này. Tiên đã cầu hỏi với Chúa rằng, Chúa ơi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Con cũng sắp ra về rồi. Nhưng mà con không biết để cái điều gì lại cho đặc biệt là quý chị em phụ nữ của chúng con. Con muốn con ra đi nhưng mà Thánh Linh của Ngài không ra đi, Ngài đang ở đây. Và con muốn để lại một cái điều gì đó trong con mà con đã kinh nghiệm được giữa con với Ngài. Cho nên tối hôm nay Tiên sẽ để lại 5 cái chìa khóa. Và 5 cái chìa khóa này đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời của Tiên. Xin chúng ta cùng nhau một lần nữa đứng lên để chúng ta được chào đón sự hiện diện của Đức Thánh Linh vì Ngài đang ở đây với chúng ta. Hallelujah, Ngài đang ở đây. Ngài muốn làm những công việc lớn lao của Ngài tại vùng Westminster này. Ngài muốn dấy lên cho Ngài những người nam và người nữ của Đức Chúa Trời. Là những người khao khát Ngài thật sự. Là những người sẵn sàng trả giá cho cuộc phục hưng. Ngài đang đến đây để tìm kiếm những tâm lòng đầu phục Ngài trọn vẹn. Là những tâm lòng thưa với Ngài rằng, lạy Chúa con đây xin hãy sai con. Hallelujah. Thưa Cha yêu dấu của chúng con, một lần nữa con tạ ơn Ngài. Con biết ơn Ngài vô cùng Chúa ơi, vì Ngài cho con được đến đây.
Lạy Chúa để con được kết nối với các tôi tớ của Ngài, để con học hỏi về những tấm gương hầu việc Ngài của những người tôi tớ Ngài đi trước, Chúa ơi. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những kết nối lạ lùng mà Ngài đã mở ra trong cuộc đời của hết thầy chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì chúng con đang đứng trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Và lạy Chúa, trong sự hiện diện của Ngài thì không có một bệnh tật nào có thể tồn tại được, Chúa ơi. Trong sự hiện diện của Ngài thì không có một nan đề nào mà không được giải quyết, Chúa ơi. Trong sự hiện diện của Ngài thì không có một tội lỗi nào có thể tồn tại trên cuộc đời của chúng con cả, Chúa ơi. Lạy Chúa, cho nên trong buổi tối hôm nay, chúng con giơ bàn tay yếu đuối của chúng con lên và thưa với Ngài rằng chúng con cần Ngài, Đức Thánh Linh ơi. Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết, Chúa ơi. Lạy Chúa, nếu Ngài không hiện diện thì mọi chương trình, mọi thiết mục của chúng con chỉ là vô ý nghĩa mà thôi, Chúa ơi. Xin hãy đến, Đức Thánh Linh ơi. Chúng con đang khao khát Ngài. Chúng con đang trông đợi Ngài làm những công việc lạ lùng của Ngài tại nơi này. Lạy Chúa, xin hãy đến và sức dầu cho đại hội này, Chúa ơi. Xin hãy đến và ban ơn cho hết thầy chúng con. Xin hãy đến và khỏa lấp tấm lòng khao khát của mỗi chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện để xin lời của Đức Chúa Trời, Chúa ơi, như búa để đập vỡ tấm lòng bằng đá của chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện để lời của Ngài như lửa để đốt cháy và thiêu rụi để tất cả mọi công việc nào là công việc của xác thịt, Chúa ơi. Thì chúng con muốn còn lại trong chúng con chỉ là Ngài thôi. Thì chúng con cầu nguyện để xin lời của Ngài như nước, Chúa ơi, để Ngài tưới mát tâm linh của hết thầy chúng con. Và lời chúng con cầu nguyện để lời của Ngài như một chiếc gương để chúng con được xoay mình trong đó, Chúa ơi. Lời Chúa, một lần nữa con cầu nguyện để khai phóng năng quyền của Ngài đến tại nơi này. Một lần nữa con cầu nguyện để nói với mọi linh hồn của chúng con rằng, ôi Chúa ơi, hãy tính thật trong những ngày cuối cùng này. Hãy cho con cầu nguyện để tại nơi này Ngài sẽ dấy lên một đội quân của những người nữ của Đức Chúa Trời, Cha ơi. Những con người hãy trôi dậy khỏi nơi chỗ, Chúa ơi, nghỉ ngơi của mình để bước vào trong một nơi chốn để tìm kiếm sự phục hưng, Cha ơi. Hãy cho con cầu nguyện để xin không những Ngài thăm viếng những người nữ mà Ngài thăm viếng những người nam của Ngài nữa, Cha ơi. Thì chúng con cầu nguyện để phai phóng năng quyền của Ngài tại nơi này. Con cầu nguyện để xin Cha Ngài đốt cháy bàn thờ cầu nguyện của chúng con được rực lửa bởi Đức Giê-hô-va, Cha ơi. Hallelujah, chúng con tạ ơn Ngài. Thầy Chúa, xin hãy sức dầu cho con. Đừng để một lời nào trong miệng con, Chúa ơi, nói ra bởi ý con, nhưng mà cho con nói theo ánh ý của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con dâng hết thầy chúng con và đại hội trong vòng tay yêu thương của Cha, và chúng con hiệp một trong sự cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời quý đầy tớ cùng đại hội an tọa. Hôm nay chúng ta sẽ học chung một chủ đề, đó là cầu nguyện là chìa khóa dẫn đến quyền năng. Trong những ngày qua chúng ta thấy đã vây quanh những cái chủ đề nói về cái sự cầu nguyện. Hãy rời khỏi đám đông đi tìm một chỗ để cầu nguyện. Nói rằng người đàn bà bị đứa con bị quỷ ám và bà ta kêu cầu Chúa và được Ngài giải phóng. Bà mục sư Trung Cam Lộc đã chia sẻ về cái chìa khóa của cái sự cầu nguyện tại Hội Thánh Cà Mau mỗi ngày như vậy, và chúng ta thấy cái công việc Chúa tại đó nó phát triển rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa nhiều tôi tớ khác nữa, bà mục sư xin chia sẻ lắng nghe tiếng Chúa vân vân và vân vân. Và tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lại một chủ đề nữa, đó là cầu nguyện là chìa khóa dẫn đến quyền năng. Năm 1906, chúng ta có ai ở đây biết cái cơn phục hưng đã đổ xuống tại vùng Los Angeles này không ạ? Ai trong chúng ta biết cái cơn phục hưng đã đổ xuống tại thành phố Los Angeles, California? Giơ tay lên và tiếng muốn được biết. Cảm ơn Chúa. Azusa Street. Wow, ngợi khen cảm ơn Chúa. Có đây có nhiều tôi tới chưa được biết. Năm 1906, một cơn phấn hưng lớn lao đã đổ xuống tại California này. Cảm ơn Chúa đã tiên đã ở Mỹ được 28 năm và đã chứng kiến ít nhất là 3 cuộc phục hưng đã nổ ra.
cuộc phục hưng thứ nhất mà Tiên được chứng kiến đó là tại Pensacola, Florida. Cuộc phục hưng thứ hai mà Tiên chứng kiến đó là tại hội thánh của Tiên đang đi. Và cái cuộc phục hưng thứ ba đó là tại Lakeland, Florida. Và một cuộc phục hưng nữa là được tiếp diễn tại Brownville, Pensacola một lần nữa qua hai vị đầy tớ Chúa khác nhau. Và cảm ơn Chúa, những ngày mà Tiên kinh nghiệm cái sự phấn hưng đó là những ngày thiên đàng trên đất này. Cho nên chúng ta phải khao khát cái sự phục hưng. Khi mà phục hưng, sự phục hưng đổ xuống, chúng ta không phải nỗ lực, chúng ta không làm một điều gì cả, nhưng mà chính Chúa làm tất cả cho chúng ta. Amen. Năm 1906 thì cơn phục hưng đã đổ xuống tại California này. Đức Chúa Trời đã tìm thấy một con người da màu tên là William Seymour. Đức Chúa Trời đã dậy lên trong ông một tâm lòng đói khát mãnh liệt. Ông ta đã tìm kiếm Chúa và khao khát Chúa cho cái sự phục hưng. Và một ngày ông ta đã để từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ để ông ta cầu nguyện mỗi ngày với Chúa như vậy. Và cái sự khao khát đó, ông ta không dừng tại đó. Ông ta đã quá khao khát Chúa đến nỗi ông ta đã tổ chức cầu nguyện, những buổi cầu nguyện thâu đêm. Và qua nhiều ngày tháng như vậy, thì một ngày nọ, thần của Chúa đã đổ xuống tại nơi cái nhà mà họ đang cầu nguyện tại nơi đó. Và người ta kể lại rằng lửa từ trời đã giáng xuống 50 feet. Và nhiều dấu kỳ phép lạ của Chúa được bày ra, được tỏ ra tại nơi đó. Hàng ngàn cuộc đời đã kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên của Chúa. Quý vị biết những cái bộ cái khuôn mặt mà biến dạng đó, nó biến dạng rất là lớn. Và không qua một sự giải phẫu thẩm mỹ nào cả, nhưng mà bởi sự đặt tay cầu nguyện của các đầy tớ Chúa ở tại nơi đó, và cái mặt nó đã thâu lại bình thường và không để một vết sẹo nào cả. Có những con người đã mất mát cái bộ phận trên cơ thể của mình, bị tai nạn và cánh tay đã đứt lìa ra. Nhưng mà cái cuộc phục hưng đến tại nơi đó thì Đức Chúa Trời đã làm cho cánh tay đó được tái tạo và mọc lại. Và những người bị ung thư mũi và cái mũi coi như là biến dạng, nó không còn nữa. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, khi cầu nguyện thì những chiếc mũi đó Đức Chúa Trời đã tái tạo và nó đẹp tuyệt vời. Tôi lại nói là nó đẹp tuyệt vời. Không phải là cái mũi xẹp nữa mà là cái mũi đẹp tuyệt vời. Hallelujah. Và quý vị biết khi mà những cái người mà bị những cái khối ung thư trong cơ thể đó, thì những cái khối ung thư nó teo lại và nó thành một cái vật rất là đen nhỏ và nó rớt ra khỏi thân thể của người ta. Những mù mắt, và nếu tôi kể tôi không thể nào kể hết được, hàng ngàn cái dấu kỳ phép lạ của Chúa được bày tỏ ra. Và khi tôi đọc tiểu sự thì sau đó thì Đức Chúa Trời đã dấy lên một chức vụ của người nữ, đó là Catherine Kuhlman. Một lần nọ bà ta bước vào bệnh viện thăm với một ai đó, thì tất cả mọi người trong bệnh viện đều được sự chữa lành. Tôi nói là tất cả mọi người trong bệnh viện đều được sự chữa lành. Đến nỗi khi bà ta bước vào trong khách sạn, bà ta chỉ dở cửa sổ lên thôi. Và bà ta bắt đầu hồn ngợi khen Chúa, thì quyền lực của sự tối tăm nó hét ngược lên và nó xuất ra khỏi trong người mà nó đang bị áp chế. Tôi đã tìm kiếm và tôi đọc những cái cuộc phục hưng. Và tôi nói rằng cái bí quyết nào, tôi muốn được biết được cái bí quyết nào mà những người nam, người nữ Đức Chúa Trời họ đã kinh nghiệm được những cái cơn phục hưng vĩ đại như vậy. Và tôi đã tìm ra cái chìa khóa đó. Đó là một tâm lòng thực sự đối khác Chúa Thánh Linh. Họ khao khát Chúa hơn bao giờ hết. Tâm lòng của họ khao khát đến nỗi họ quên thức ăn nước uống của đời này. Và họ chỉ việc họ quên, họ gác lại mọi sự sang một bên và họ bước vào trong cái nơi chốn đó để mà tìm kiếm, khao khát tìm kiếm Chúa. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng đang tìm kiếm những tâm lòng thật sự đói khát Ngài tại nơi đây.
Ngài tìm kiếm những con người sẵn sàng hy sinh, bằng lòng trả bất cứ giá nào cho cuộc phục hưng. Và nếu dựa vào chúng ta, Ngài tìm kiếm được những con người đó, Ngài sẵn sàng tuôn đổ một sự phục hưng lớn lao tại vùng Westminster, California này. Đang khi tối hôm qua tôi suy nghĩ về cái điều này, thì Chúa phán với tôi rằng ta sẽ làm và còn làm lớn hơn nữa. Tối nay tôi tin bằng cả tâm lòng, một khi sự phục hưng của Ngài đổ xuống tại nơi đây, nó còn đổ xuống lớn lao hơn nữa. Hallelujah. Và nếu chúng ta là những con người khao khát sự phục hưng đó, chúng ta hãy bắt đầu với một nếp sống của sự cầu nguyện. Hãy trỗi dậy trong sự cầu nguyện. Hãy tham gia những buổi nhóm cầu nguyện. Hãy kết ước với Chúa trong sự cầu nguyện. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ cái cơn phục hưng Ngài trên những tâm lòng khao khát Ngài. Amen. Amen. Và muốn đời sống của chúng ta phát sanh ra quyền năng thì đây là năm cái chìa khóa mà Tiên đã học được. Xin chúng ta trở lại về lời của Chúa. Đại Loan đang kể cái câu chuyện phục hưng ha. Bên đó mới đi vô. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 5 cho đến câu 8. Nếu quý thầy tớ Chúa có lời của Chúa rồi, không thì sẽ theo dõi lời của Chúa ở đây. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng nơi cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi xin sự gì trước khi chưa xin Ngài. Đây là phân đoạn Kinh Thánh. Phần thứ nhất chúng ta sẽ học đó là thiết lập mối thông công giữa mình với Chúa. Chúa Giê-xu đã quá mỏi mệt với cái đời sống cầu nguyện của những người muốn được người khác nghe thấy, muốn được người khác nhìn thấy. Và Chúa Giê-xu không muốn những môn đồ của Ngài bị ảnh hưởng bởi những cái lời cầu nguyện của người Pha-ra-si. Vì vậy Chúa Giê-xu, Ngài đã dạy cho các môn đệ của Ngài cái phương pháp của sự cầu nguyện. Họ phải cầu nguyện như thế nào để lời cầu nguyện đó được Đức Chúa Trời nhậm. Và Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đệ của Ngài cái bí quyết về cái sự cầu nguyện để dẫn những môn đệ này đến với Đức Chúa Cha. Nếu chúng ta ở trong Luca đoạn 11 câu 1 đó, thì diễn tả rằng một ngày kia Chúa Giê-xu đi cầu nguyện ở một nơi kia, thì môn đồ đến gần Ngài và nói rằng: Lạy Chúa, xin dạy tôi cầu nguyện. Cái vị môn đồ này đã thiếu thấy một cái điều gì đó trên Chúa Giê-xu. Ông ta đã nhìn thấy cái tấm gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Và ông ta thấy rằng một khi Chúa Giê-xu Ngài trỗi dậy trong sự cầu nguyện, Ngài bước ra khỏi sự cầu nguyện đó, thì có một điều gì đó trên người của Chúa Giê-xu khiến cho vị môn đồ này rất là khao khát. Và khi Chúa Giê-xu Ngài xuất hiện thì ma quỷ run sợ và lìa khỏi những con người nó đang áp buộc. Và khi Chúa Giê-xu xuất hiện thì mọi bệnh tật đều được chữa lành. Và cái vị môn đồ này rất là khao khát, và ông ta vì cái sự khao khát đó phải đẩy ông ta đến và nói rằng: Chúa ơi, xin dạy cho con cầu nguyện. Cái người môn đồ này đã nhìn thấy những thầy thông giáo và thầy Pha-ra-si rồi. Họ nhìn thấy những người đó cầu nguyện một ngày 3 lần rồi. Nhưng mà khi họ xuất hiện thì không có một điều gì xảy ra cả. Cho nên cái người này rất là khao khát và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin dạy cho con cầu nguyện. Và Chúa Giê-xu không muốn những môn đồ của mình bị ảnh hưởng bởi những cái lời cầu nguyện muốn được người khác nghe, muốn được người khác nhìn thấy. Và Chúa Giê-xu nói rằng: Ta sẽ dạy cho con cầu nguyện theo cái bí quyết của ta. Để Chúa Giê-xu Ngài dẫn cái người môn đồ này đến và gặp chính Đức Chúa Cha.
Và Chúa dạy trong câu 6 rằng khi các ngươi cầu nguyện, nè, để ý này chút ha, khi các ngươi cầu nguyện hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại. Vào phòng riêng đóng cửa lại làm gì vậy em? Vào phòng riêng đóng cửa lại làm gì với bà mục sư sinh? Vào phòng riêng đóng cửa lại để cầu nguyện. Chúng ta theo dõi lời của Đức Chúa Trời không phải vào phòng riêng đóng cửa để trò chuyện, mà vào phòng riêng đóng cửa để cầu nguyện. Cầu nguyện với ai? Cầu nguyện với Cha. Và Cha ở đâu? Cha ở trong nơi kín nhiệm. Cha nhìn thấy trong nơi kín nhiệm. Và bất cứ một con người nào có một nơi kín nhiệm đó thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước cho cuộc đời đó. Ngài không phải ban một cách kín nhiệm đâu, mà Ngài ban cuộc đời của người đó một cách công khai. Amen. Tôi thích cái bảng tiếng Anh đó, tại vì nó nói rất là rõ. Cái bảng tiếng Việt là Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng, nhưng cái bảng tiếng Anh là nó ban thưởng một cách openly, có nghĩa là công khai cho mọi người biết rằng đây là người mà ta sẽ ban phước cho. Và khi chúng ta hiểu được cái chìa khóa đó đó, thì chúng ta không còn cầu nguyện theo cái cách mà để người khác nhìn thấy chúng ta, người khác nghe chúng ta nữa, mà chúng ta sẽ cầu nguyện ở tại nơi cái chốn riêng tư đó. Bởi vì tại phòng riêng đó, Đức Chúa Cha đang ở đó. Trong cái thời cựu ước đó, chúng ta phải vào trong cái nơi chí thánh đó. Nhưng mà trong thời tân ước thì bức màn đó đã xé làm đôi rồi. Và tôi thích cái bảng tiếng Anh lắm. Khi mà nói về Jehovah Sama đó, God is there. God is there. Nếu mà chúng ta đọc Chúa ở đó. Và khi tôi hiểu được cái chìa khóa này, tôi tưởng rằng Ngài ở trên trời. Nhưng mà Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta tại nơi chốn phòng riêng đó. Và tối hôm qua khi tôi nói rằng, khi mà tôi nói với quý vị, tôi bước lên bậc thang của phòng cao đó đó, là bước thang của sự đầu phục, bước thang của sự từ bỏ đó. Tôi nói đến cái sự cầu nguyện tại phòng cao, hay nói một cách khác là cái phòng riêng mà mỗi chúng ta cần phải có giữa mình với Chúa. Amen. Như nhà tôi chia sẻ đó, hãy rời bỏ những cái nơi ồn ào đi, hãy rời khỏi đám đông đi, hãy rời khỏi những cái nơi mà mình bận rộn đi, và hãy tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh. Hãy đóng cửa lại. Khi chúng ta vào trong phòng riêng, hãy đóng cửa lại. Hãy đóng những cánh cửa trên đời sống của chúng ta. Đóng cánh cửa của điện thoại, đóng cánh cửa của Facebook, đóng cánh cửa của TV. Đóng cái cửa của cái sự vui bận rộn của đời này, chúng ta phải đóng nó hết lại. Thì chúng ta mới bắt đầu gặp Cha ở tại nơi đó. Nhiều người nói rằng, ôi bây giờ tôi đâu có phòng riêng đâu. Tôi đâu có phòng riêng mà để tôi cầu nguyện. Có phải không? Nói rằng tôi không có nhà. Ai ở trong chúng ta không có nhà? Ai ở trong chúng ta không có phòng? Tôi đã từng không có phòng. Tôi phải share phòng với em gái của tôi. Tôi nhớ những năm tháng tôi bắt đầu bước theo Chúa đó. Tôi đã biệt riêng cuộc đời của mình. Và cái phòng riêng đầu tiên của tôi là tại trong phòng tắm của tôi. Bởi vì tôi không muốn, bởi em của tôi nó distract tôi đó, nó mở cửa rồi nó ra vô làm cho tôi bị chi phối. Cho nên một khi tôi khóa cái cánh cửa phòng tắm lại thật chặt, và tại đó tôi giấu mình trong một góc đó, và tôi đã tìm cầu Chúa ở tại nơi đó. Cái chỗ thứ hai của tôi cầu nguyện đó chính là cái tủ áo quần của tôi. Tôi sợ người ta nhìn thấy tôi. Tôi sợ người ta làm chi phối tôi. Và tôi phải giấu mình trong cái phòng áo quần đó để mà tôi tìm kiếm Chúa và tôi học hỏi lời của Chúa tại đó. Những năm mà Đức Chúa Trời thăm viếng năm 1996,
Tôi không biết lấy một ai để giúp đỡ tôi. Chỉ có lời Chúa với tôi và tôi cứ đọc như vậy. Cái chỗ thứ ba mà tôi tìm kiếm Chúa đó là trong chiếc xe của tôi. Khi những cái sự bận rộn của đời này nó vấn vương, nó chi phối tôi rất là nhiều, thì tôi phải nhốt mình trong chiếc xe và tôi lái chiếc xe và tôi tìm một cái nơi nào thật yên tĩnh. Tại đó tôi đã trải tấm lòng với Ngài, tôi khóc với Ngài, tôi tìm cầu Ngài, tôi xin Ngài thay đổi cuộc đời của tôi để mỗi ngày tôi được giống Chúa hơn. Cảm ơn Chúa. Nhiều người cũng muốn có được sự sức giàu, muốn mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, nhưng mà không muốn thiết lập cái mối thông công giữa mình với Chúa. Khi đến với Chúa, họ chỉ muốn được Chúa làm thỏa mãn những cái nhu cầu xin xò của mình. Quý vị có biết rằng Chúa thích được thông công với chúng ta lắm không? Chúa khao khát được thông công với mọi cuộc đời của chúng ta. Tôi không bao giờ quên những ngày tôi bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện. Đang khi tôi cầu nguyện xong, tôi ngồi tại đó bởi vì sự hiện diện Chúa. Tôi thích sự hiện diện của Chúa. Tôi quen biết sự hiện diện của Chúa. Cho nên tôi ngồi lắng lòng xuống và tôi nghĩ đến tình yêu của Ngài. Lúc tôi muốn bật dậy, thử tôi nghe một tiếng nói của Chúa rằng: nếu một ngày đó ta sử dụng cuộc đời của con có còn đến với ta như bây giờ không? Wow! Chúng ta có thấy Chúa yêu, Chúa thích cái mối thông công đến nỗi Ngài sợ rằng một ngày nào đó Ngài sử dụng cuộc đời của tôi rồi, tôi không còn thời gian biệt riêng ra như những ngày mà tôi đang tìm kiếm Chúa nữa. Và tôi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài biết con có thể không có cơm để ăn, con không thể không có áo, con không có áo để mặc, nhưng mà con không thể sống thiếu Ngài được, Chúa ơi. Con không thể sống thiếu Ngài được. Con quen biết sự hiện diện của Ngài rồi. Tôi rất thích sự hiện diện của Chúa. Bởi vì tại nơi cái chốn phòng riêng đó tôi kinh nghiệm Chúa. Trên người tôi mang lấy một sự hiện diện của Chúa. Và khi tôi đi đến một nơi nào đó, tôi nhìn thấy tội nhân vỡ ra òa ra khóc lóc, bệnh tật được chữa lành, những con người ma quỷ bị ức hiếp được tự do. Có một cái điều gì đó trên chúng ta ở tại phòng riêng đó, đó chính là năng quyền của Đức Thánh Linh mà mỗi chúng ta cần phải có. Không cầu nguyện, chúng ta sẽ không bao giờ có sự sức giàu. Amen. Không cầu nguyện, chúng ta sẽ không bao giờ có quyền phép của Đức Thánh Linh được. Không cầu nguyện, chúng ta không bao giờ chiến thắng được ma quỷ. Không cầu nguyện, chúng ta không bao giờ đắc thắng được sự cám dỗ. Không cầu nguyện, chúng ta không bao giờ chiến thắng được bệnh tật đâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi sự cám dỗ đến, nếu mà không ở tại phòng riêng đó, chúng ta không thắng hơn được. Khi đối diện với những căn bệnh ngặt nghèo đó, nếu chúng ta không ở tại phòng riêng đó, chúng ta sẽ không có đức tin. Và khi những hòn núi, những cái hòn núi ngăn trở, mà nếu chúng ta không ở tại phòng riêng đó, chúng ta không bao giờ để có đức tin để ra lệnh cho nó rời khỏi cuộc đời của chúng ta được, rời khỏi gia đình của chúng ta được, rời khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời được. Amen. Chúng ta phải thiết lập một cái mối thông công giữa mình với Đức Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta thiết lập. Và tại cái phòng riêng đó, Đức Thánh Linh Ngài rất muốn phán với chúng ta. Nhưng mà chúng ta quá bận rộn với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền này, làm sao mà Ngài có thể phán với chúng ta được? Khi chúng ta đến với Chúa đó, Tiên khuyên những cái người mà có những cái hoàn cảnh khó khăn đó, tại vì Tiên đã từng đối diện với hoàn cảnh rất khó khăn. Khi đến với Chúa đó, chúng ta đừng có quá chú trọng về chính mình. Mắt chúng ta hãy tập trung vào Chúa. Đừng có nhìn vào cái thể xác của chính mình, nhưng mà hãy nhìn đến đấng vĩ đại đó, thì mọi nan đề của chúng ta sẽ được giải quyết.
mọi bệnh tật của chúng ta sẽ được chữa lành. Bởi vì khi mà tôi tra xét trong quyển kinh thánh này, chưa có một con người nào tìm cầu Chúa mà bị Chúa bỏ cả. Cũng chưa có một con người đến nào đến với Chúa mà bị Ngài từ chối và kêu họ phải ra về cả. Tất cả những người đến với Chúa đều được Ngài chúc phước, đều được Ngài nhậm lời. Chỉ một tiếng phán của Ngài thôi, mọi hoàn cảnh sẽ được thay đổi. Chỉ một tiếng phán của Ngài thôi, mọi bệnh tật sẽ được chữa lành. Chỉ một tiếng phán của Ngài thôi, mọi nan đề sẽ được giải quyết. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta hãy thiết lập một cái mối thông công giữa mình với Đức Thánh Linh. Hãy thiết lập. Hầu cho Chúa có thể bày tỏ cái đường lối của Ngài cho chúng ta. Ngài không những bày tỏ lời của Ngài cho chúng ta, mà Ngài sẽ chỉ cái đường lối của Ngài cho chúng ta. Amen. Cái phần thứ hai chúng ta học đó là mối thông công mà chúng ta dành cho Chúa phải là ưu tiên hàng đầu. Tiên nói rằng đây là năm cái chìa khóa mà Tiên muốn gửi lại cho đại hội trước khi mà Tiên rời khỏi chỗ này. Và Tiên tin rằng năm cái chìa khóa này sẽ đeo cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có một chức vụ đầy quyền năng, nếu chúng ta muốn nghe biết được ý muốn của Đức Chúa Giê-xu, nếu chúng ta muốn nghe được cái tiếng phán của Ngài và muốn bứt phá được sự cám dỗ, bứt phá được sự bệnh tật, bứt phá được tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm, nó nằm trong cái năm cái chìa khóa này. Cái mối thông công mà chúng ta dành cho Chúa đó phải là ưu tiên hàng đầu. Và sự ưu tiên đó phải vượt trên tất cả gia đình, công việc làm, trên cả sở thích, ngay cả nó, trên cả chức vụ của chúng ta hầu việc Chúa nữa. Ngài phải là ưu tiên hàng đầu. Và Đức Thánh Linh không bao giờ Ngài muốn đứng vào vị trí thứ hai đâu. Ngài phải là ưu tiên hàng đầu. Mà nếu chúng ta muốn có được một gia đình hạnh phúc, muốn có được một chức vụ thành công, chúng ta muốn có được một cái business đầy sự thân vượng, thì chúng ta phải đặt Chúa là hàng đầu trên cuộc đời của chúng ta. Và mọi công việc khác thì Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. I feel the spirit. Ví dụ khi chúng ta yêu một người nào đó ha. Ví dụ trước kia chúng ta yêu một người nào đó, cái anh chàng nào đến nói với cô nàng: anh rất là yêu em, nhưng mà anh đặt cái sự nghiệp của anh, anh đặt cái công việc của anh, anh đặt cái sở thích của anh trước em. Thì cho dù cái cô gái đó có yêu anh chàng đó bên mấy đi nữa, thì cái cuộc, hai cái mối tình đó sẽ không bao giờ đi đến hôn nhân. Phải không? Và nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta phải đặt Chúa hàng đầu. Chúng ta làm thế nào để phát triển cái mối thông công giữa mình với Chúa y là như hai người bạn đời vậy đó. Tôi nói phải phát triển cái mối thông công đó. Ví dụ như nhà tôi đó, ví dụ tôi đứng đây mà nhà tôi đứng phía dưới đó, mặc dù nhà tôi không nói, nhưng mà chị tôi chỉ nhìn ánh mắt của nhà tôi thì tôi biết nhà tôi muốn nói gì với tôi. Amen. Amen mục sư. Chúng ta phải phát triển làm sao đó mà khi mà Chúa nhìn chúng ta biết Chúa nhìn chúng ta và Chúa nói với chúng ta điều gì. Yes. Khi mà chúng ta có cái mối thông công đó, chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài, chúng ta sẽ nghe tiếng nói của Ngài, chúng ta sẽ biết được tấm lòng của Ngài, chúng ta sẽ biết được đường lối của Ngài cho mỗi chúng ta. Đức Chúa Cha Ngài muốn phán với hết thầy chúng ta, nhưng mà hãy gác lại mọi cái sự bừng rộn và hãy bước đến cái phòng riêng đó. Tại đó chúng ta sẽ gặp được Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cùng một thể ấy không thể nào chúng ta nói yêu Chúa, ta yêu Ngài, Chúa ơi con yêu Ngài, nhưng mà chúng ta đặt cái công việc làm của chúng ta, chúng ta đặt cái sở thích của chúng ta đặt gia đình của chúng ta đặt chức vụ của chúng ta trước Ngài được. Đó là lý do tại sao gia đình hôn nhân bị lụng cụng, hội thánh Chúa gặp khó khăn, công việc làm thì không được thành vượng, bởi vì chúng ta không đặt Chúa là hàng đầu trên cuộc đời của chúng ta. Hallelujah. Và bất cứ một cuộc đời nào, một chức vụ nào đặt Chúa là hàng đầu trên cuộc đời của mình thì Chúa sẽ chúc phước cho cái chức vụ đó và cuộc đời của đó, cuộc đời đó một cách rất là mỹ mãn. Amen.
Cái phần thứ ba chúng ta sẽ cùng học đó là cầu nguyện, là nếp sống mỗi ngày, và chúng ta phải phụ thuộc vào đó. Cái đời sống đức tin của chúng ta có mạnh hay không là tùy thuộc vào cái mối thông công mà chúng ta phát triển giữa mình với Chúa đó. Hôn nhân gia đình chúng ta có hạnh phúc hay không? Tài chánh của chúng ta có được tốt hay không? Sức khỏe của chúng ta có ổn hay không? Cũng tùy thuộc vào cái mối thông công giữa chúng ta với Chúa. Amen. Amen. Sắp tới sẽ đi nặng hơn nha. Giữa mình với Chúa, ok, mối thông công mà chúng ta giữa mình với Chúa đó đó, và cái mối tương giao cầu nguyện giữa mình với Chúa đó, khi mà chúng ta phát triển nó thì nó sẽ phát sinh ra quyền năng. Tôi biết rằng ai trong chúng ta cũng muốn có quyền năng của Chúa, phải không? Hãy thiết lập cái mối thông công giữa mình với Chúa. Và Chúa Giêsu, khi mà chúng ta thiết lập cái mối thông công của chúng ta đối với Chúa rồi đó, thì chúng ta thấy cái chức vụ của Chúa Giêsu là một chức vụ đầy quyền năng, và Chúa Giêsu chưa bao giờ thất bại. Chúa bao giờ chưa thất bại trước một bệnh tật nào, Chúa chưa bao giờ thất bại trước một nan đề nào. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu là tấm gương của sự cầu nguyện. Ngài là con người của sự cầu nguyện, và Ngài để lại cái tấm gương cầu nguyện đó cho hết thảy chúng ta. Mặc dù Chúa giảng đạo, Chúa bận rộn rất là nhiều, Chúa quá nhiều đám đông vây lấy Ngài, tất cả Ngài bận rộn từ sáng đến chiều. Nhưng mà trong Mác đoạn 1 câu 35 nói rằng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Đức Chúa Giêsu đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã thiết lập một cái mối cầu nguyện giữa mình với Đức Chúa Cha, và cái mối cầu nguyện của Chúa Giêsu mỗi ngày thì nó bắt đầu nó gia tăng lên, chứ nó không bao giờ là giảm xuống. Nhưng mà đối với chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa đó, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta nó không gia tăng mà bắt đầu nó giảm xuống, phải không? Cái điều này, khi mà trưa nay tôi học thì tự nhiên tôi nghe nói cái điều này, mà một lần Chúa dạy cho tôi thì tôi lấy cái tay tôi đánh vào trong cái máy tính đó, là tại sao tôi phải đánh từng lời từng chữ vậy quý vị? Tại nếu không thì tôi sẽ quên. Cái kẻ thù nó đã tìm đủ mọi cách để nó ngăn chặn cái sự cầu nguyện của những người cơ đốc nhân. Bởi vì nó biết rằng một khi chúng ta phát triển cái sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ sản sinh ra quyền năng của Chúa. Ma quỷ nó rất sợ, cho nên nó đã đem đến cái sự chiều lầm, cái sự chia rẽ từ những cơ đốc nhân cho đến những con người lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời, để nó làm chi phối và phân tâm cái sự cầu nguyện của chúng ta. Vì nó biết rằng một khi mà những cơ đốc nhân hiệp lại với nhau đó thì sẽ phá vỡ cái công việc gian ác của kẻ thù. Amen. Cho nên chúng ta cần phải hiệp nhất lại, cần phải đến với nhau trong sự cầu nguyện. Bởi thẩm quyền của sự hiệp một, chúng ta sẽ phá vỡ công việc của ma quỷ. Amen. Ai trong chúng ta muốn có năng quyền của Đức Thánh Linh không? Hãy giơ tay cho tiên biết. Amen. Nếu chúng ta muốn có năng quyền của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy cùng nhau đi qua một chiếc cầu. Chiếc cầu đó chính là cầu nguyện. Amen. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ sản sinh ra quyền năng. Amen. Cái nếp sống cầu nguyện á, phải là một cái sự kết ước giữa mình với Chúa. Chúng ta có hiểu không? Chúng ta cần phải biệt riêng một cái thời giờ nhất định. Chứ không phải lúc nào vui thì chúng ta đến với Chúa, buồn thì chúng ta không cầu nguyện. Hay là lúc nào chúng ta cảm thấy ô được sự thâm viên thì chúng ta cầu nguyện, mà không thì chúng ta không cầu nguyện. Cái đời sống cầu nguyện là một cái nếp sống, như bà mục sư Trung Cam Lộc mới nói đó. Hội thánh ở tại Cà Mau, cái lý do dấu kỳ phép là bày tỏ ra bởi vì những con người đó đã cầu nguyện mỗi ngày. Họ đã cầu nguyện không ngừng nghỉ tại nơi đó. Đó là bí quyết được đến quyền năng đó hội thánh ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chứ không phải lúc nào ôi xin Chúa thông cảm, Chúa ơi, hôm nay con mệt quá xin Chúa thông cảm. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ lạ lắm nha. Cái cơ thể của chúng ta đó, nhiều người gọi điện thoại hỏi tiên, ủa sao mà có lúc em cầu nguyện nó nóng cháy lắm chị ạ, à? Nhưng mà bây giờ em cầu nguyện không được. Tôi nói rằng đúng vậy, có nhiều lúc chúng ta cũng ăn cái bữa ăn đó phải không, nhưng mà lúc có lúc chúng ta ăn rất là ngon,
Nhưng mà có lúc chúng ta ăn không có ngon. Nhưng mà không nghĩa rằng chúng ta ăn không ngon rồi chúng ta bỏ, chúng ta không ăn. Chúng ta phải ăn để nuôi cái cơ thể này. Cầu nguyện cũng vậy. Chính là cái hơi thở của chúng ta. Chúng ta không thể ngừng. Một khi chúng ta ngừng thì cái tâm linh chúng ta sẽ bị tắc nghẽn. Tôi đã đi phục vụ Chúa khắp rất là nhiều nơi. Và tôi thấy quyền năng của Chúa bày tỏ rất là nhiều. Mới gần đây tôi đến Seattle phục vụ Chúa. Khi nhà tôi cầu nguyện cho người ta thì tôi cầu nguyện cho một em trai để bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng mà tôi mới đi qua gần một người phụ nữ thì quyền lực của sự tội tâm nó vùng lên. Tôi chưa bao giờ trong đời tôi nhìn thấy một cái người phụ nữ mà búng võ thuật mà nó đến mức độ như vậy. Tôi thấy cả hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi không dám nói ở đây vì trong máy giặt cháy hết trơn con và người ta rất sợ. Nhưng mà đối với tôi, cảm ơn Chúa, tôi không có hề sợ hãi và chúng tôi đã cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa thì qua cái sự cầu nguyện đó thì đã giải cứu cho cô bé đó hoàn toàn được tự do. Ok, cho nên đó là cái mối quan, đó là chìa khóa thứ ba. Và chìa khóa thứ tư nữa là cái mối quan tâm của chúng ta với nhau sẽ bày tỏ được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn nói rằng chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải yêu anh em của mình. Chúng ta không thể nào chúng ta nói chúng ta yêu Chúa mà chúng ta ghét anh em của mình được. Amen. Tại vì mình không có thì giờ cho nên Tiên sẽ đi nhanh đến phần này. Và nếu một người nói rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải yêu thương lẫn nhau, yêu những người Chúa yêu. Yêu những người Chúa yêu có nghĩa là chúng ta yêu cái kẻ thù của chúng ta đó. Hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta không chỉ trích, không nói xấu, không lên án họ. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Bởi vì đó chính là tình yêu. Nếu chúng ta yêu những người yêu chúng ta thì chúng ta chỉ giống những con người ngoài kia thôi, không có gì khác biệt cả. Amen. Và Chúa nói rằng trong Giăng đoạn 13 câu 35, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đệ của ta. Nếu chúng muốn chúng ta nhìn nhận chúng ta là môn đệ của Chúa, hãy yêu những người mà Chúa yêu nha. Ok, rồi bước thứ năm nữa là đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ sản sanh ra quyền năng. Cái nếp sống cầu nguyện mỗi ngày của chúng ta có giữa mình với Chúa đó sẽ dẫn chúng ta đến trong sự kính sợ Ngài. Và một khi chúng ta kính sợ Ngài thì lời của Chúa nói rằng Châm ngôn đoạn 3 câu 7 phần bi, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Không thể nào chúng ta nói chúng ta yêu Chúa mà chúng ta sống trong tội lỗi được. Nếu chúng ta muốn nói rằng yêu Chúa thì chúng ta phải lìa bỏ mọi cái tội lỗi đó. Amen. Và nếu như mà một cái đời sống chúng ta đó mà chúng ta học được năm cái phương pháp này, tại vì mình có thời gian, thì đời sống của chúng ta sẽ phát sinh ra quyền năng. Bây giờ chúng ta lập lại năm phần ha. Phần thứ nhất là chúng ta phải thiết lập mối thông công giữa mình với Chúa. Phần thứ hai, chúng ta phải để Chúa là ưu tiên hàng đầu trên cuộc đời của chúng ta. Phần thứ ba là chúng ta phải luôn phụ thuộc vào Chúa nha. Đừng có phụ thuộc, đừng có quyết định điều gì mà không hỏi Chúa. Hãy hỏi Chúa trước khi chúng ta quyết định. Phần thứ tư là chúng ta phải có mối thông công với Chúa và với nhau, anh em của mình. Và phần thứ năm nữa đó, thì khi chúng ta làm những điều này thì đời sống của chúng ta sẽ phát sanh ra quyền năng. Nguyện xin lời của Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy chúng ta. Amen.